Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Dạo gần đây thì một cái hiệu ứng của thị trường bất động sản mà ai cũng có thể nhìn thấy được và nó đang diễn ra và cũng có thể là kéo dài rất là lâu luôn. Đó là cái tình trạng bất động sản hiện tại đang bị ế, không có người mua và thanh khoản rất là thấp, cộng với những cái tâm lý hoang mang càng ngày càng kéo dài thì tình trạng này nó ngày càng trầm trọng hơn các bạn. Bất động sản có thể bị ế, tức là không có cái sự quan tâm hoặc là mua bán trên thị trường xảy ra vì một số lý do khác nhau, và dưới đây là một cái số nguyên nhân nó góp phần làm cho cái bất động sản hiện tại đang bị ế. Các bạn cùng mình tìm hiểu trong video này ha. Trong cái thời kỳ kinh tế suy thoái, việc làm thì hiện tại đang bấp bênh, công nhân, nhân viên thì bị mất việc làm, bị sa thải hàng loạt, các công ty thì đóng cửa và giải thể khắp nơi. Chính vì lý do này, do người mua thường có cái xu hướng là giảm chi tiêu và thận trọng hơn cho việc đầu tư vào bất động sản. Và điều này nó có thể làm cho thị trường bất động sản trở nên tĩnh lặng hơn và ít giao dịch mua bán hơn. Đây là cái tình hình chung rồi, không riêng gì về ngành bất động sản đâu, nhưng mà nó là cái yếu tố tác động trực tiếp đến thị trường, khiến cho tình hình ngày càng ngày tồi tệ hơn. Và lý do thứ hai đó là lãi suất tăng, nó có thể làm cho cái việc vay vốn trở nên đắt đỏ hơn và làm giảm cái sức mua của người mua và các nhà đầu tư. Rõ ràng là các bạn có thể nhận thấy rằng vì cái lãi tăng lên á, thì các chủ đầu tư họ buộc phải tăng cái giá để mà bù đắp các chi phí lãi vay, chứ đâu có ai chịu gồng cái phần hao hụt đó đâu các bạn. Và khi mà giá đã bị đẩy lên cao thì nhu cầu của người mua không được đáp ứng và cái giá bất động sản nó không còn phù hợp nữa. Đây là cái nguyên nhân sâu xa nhưng cũng tác động trực tiếp đến bất động sản, và điều này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng mua bán và dẫn đến tình trạng ế trong thị trường bất động sản. Một cái khu vực không có cái sự phát triển cơ sở hạ tầng về tiện ích, về dịch vụ công cộng hoặc là không có cái tiềm năng phát triển khác có thể sẽ không hấp dẫn đối với người mua, và điều này có thể làm cho thị trường bất động sản trong khu vực đó trở nên khó bán. Và trên thực tế, ở nhiều nơi có bất động sản tự phát đó thì không theo một cái trật tự gì hết, khiến cho sự mất cân đối trong việc phân bổ tiện ích cũng như là lưu thông. Ở nhiều dự án á, thì họ cũng còn phát triển luôn cả tiện ích nội khu luôn, nhưng mà đâu có đạt được như kỳ vọng đâu. Nhà thì rất là nhiều, đất thì rất là rộng, nhưng mà dân cư ở thì thưa thớt. Đêm đến mà đi trong những cái khu đó như là đi trong khu nhà ma luôn, không một bóng người. Hiện nay thì thị trường nó khó khăn hơn rồi, bất động sản đã khó bán, nay còn ế dài dài. Nhà cửa xuống cấp là chuyện rất là bình thường. Dân cư ở các khu dân cư vắng vẻ, họ đang tỏ ra hoang mang hơn và cũng gấp rút rao bán thôi để họ chuyển đi nơi khác. Khi một cái dự án bất động sản không phù hợp với nhu cầu của thị trường hoặc là nó không đáp ứng được như mong đợi của người mua, nó có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm của người mua. Tiêu biểu như là nhiều dự án mọc lên nhưng mà không có người ở hoặc là rất ít người ở, và nó rất là xa thành phố, hoang vắng, điều hiu. Các dự án hiện nay thì đa phần có sự giống nhau các bạn, và chủ sở hữu đa phần là các nhà đầu cơ và các nhà đầu tư thôi. Họ không có nhu cầu để ở. Cái mong muốn của họ là chỉ đợi giá lên và bán kiếm lời mà thôi. Thế nên tại các dự án không khó để gặp nhiều nơi vắng vẻ, lác đác vài hộ dân tới ở mà thôi. Khi mà có quá nhiều các dự án trống trải, trải qua một cái quá trình xây dựng và hoàn thành, thị trường có thể chịu nhiều cái áp lực dư cung, khiến cho giá trị của bất động sản ngày càng giảm sút và dẫn đến cái tình trạng là ế.
Hiện nay báo chí thì đưa tin là thiếu hụt nguồn cung bất động sản giá rẻ, nhưng mà thực tế các bất động sản giá rẻ làm ra rồi có về tay của người dân được đâu, đặc biệt là người nghèo. Và đi dạo quanh các dự án nhà ở xã hội hiện tại thì các bạn sẽ hiểu, dưới chân các dự án này đầy các xe ô tô và dưới chân các hầm gửi xe cũng như vậy luôn các bạn. Vậy thì người dân ở đây có thực sự nghèo hay không? Chưa kể là dựa vào cái kết quả bốc thăm nữa, không hiểu sao mà lại trùng hợp đến mức bốc toàn vào nhà người có ô tô. Và dữ hơn nữa là có người sở hữu tới tận 2 đến 3 căn nhà ở xã hội luôn. Trên thực tế, bất động sản đã quá nhiều. Người ta nói nôm na là bội thực bất động sản đó các bạn. Dư đất đai, dư nhà cửa, nhiều nhưng không có ai ở hết. Trong khi đó thì các dự án đua nhau mọc lên. Thay đổi chính sách thuế nè, quy định về xây dựng nè, hoặc là các quy định khác có thể tác động đáng kể đến thị trường bất động sản, làm cho các dự án trở nên khó khăn hơn hoặc là không khả thi. Đây là một trong những lý do nó sát với thực tế hiện tại, bởi cái khâu chính sách và quy định hiện tại đang được chú trọng xem xét và các luật liên quan đang được hội nghị và thông qua nhằm thực hiện đúng và đủ để điều tiết thị trường bất động sản. Và hy vọng rằng khi mà chính sách đã được thay đổi rồi, quy định chặt chẽ hơn, thì tình trạng đầu cơ và thổi giá sẽ được kiểm soát. Tuy không thể mong rằng là sẽ dập tắt được hoàn toàn cái tình trạng này, nhưng mà cũng góp phần đưa bất động sản nó sẽ dần trở lại gần hơn với cái giá trị thật của nó, là người dân đã vui lắm rồi. Và tin đồn xấu về các dự án hoặc là một cái khu vực nào đó, nó có thể tạo ra một cái sự lo ngại khiến cho người mua họ hoãn cái quyết định mua. Hiện nay thì không còn là cái tin đồn nữa rồi. Thực tế nó đã chứng minh rằng là bất động sản đã và đang đi vào cái ngõ cụt. Và mặt trái của bất động sản thì đang dần dần được lộ rõ ra. Nhiều dự án bị sai phạm, chủ đầu tư không đủ khả năng, không đủ năng lực đã lộ diện. Từ đó thì người dân không thể không có cái tâm lý chờ đợi. Chờ đợi một ngày bất động sản nó sẽ trở về lại với cái giá trị vốn có của nó. Nhiều người bây giờ còn mong rằng là bất động sản sẽ ế thêm vài năm nữa đi, thậm chí là vài chục năm nữa cũng được, mới có thể phục hồi và giá trị của bất động sản lúc đó mới là giá trị thật. Cả những cái nguyên nhân trên có thể góp phần làm cho bất động sản bị ế và tạo ra sự tắc nghẽn trên thị trường. Hy vọng rằng những chia sẻ của bất động sản thường ngày sẽ giúp cho các bạn được một phần nào về những cái góc nhìn thực tế tại thị trường bất động sản. Trên đây cũng có nhiều ý kiến chủ quan và cá nhân của mình, cũng có thể đúng và cũng có thể là sai. Các bạn hãy tham khảo thêm để có thêm nhiều góc nhìn khác về thị trường nha. Và đừng quên là đóng góp ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận để mọi người có thể hiểu hơn về những cái tâm lý cũng như là về thị trường bất động sản thường ngày. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.